Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo bài số 36, tôi xin hướng dẫn các bạn trách quy hoạch đối với trường hợp là phải dựa vào cái cạnh kế bên, dựa vào thửa kế bên để chúng ta tìm ra những thửa tách để báo cho khách hàng chính xác để trách quy hoạch. Việc đầu tiên, các bạn vào mở cái sổ kiểm tra lại chính xác, tránh trường hợp lấy râu này có cầm ở kia nha các bạn. Này tầng 29 nè, thửa 538 nè, của xã nào đúng là cho đó nha. Rồi đó. Chúng ta mở đầu chính lên, rồi sau khi mở đầu chính lên ta lưu ý nha. Rồi chúng ta tìm theo cái thửa là 537 538 là đây là thửa tách nha. Chúng ta nên tìm theo cái thửa phụ nè, 29 51 nè. Rồi đó, 29 nha. Rồi đây chúng tìm thấy cái thửa được 29 này nè đó. Nhưng mà chú ý lưu ý cái bản đồ nha các bạn đó, bản đồ bị sai đó. Đó, chúng ta phải quay lại đây 29 đây đó. Rồi chúng ta tìm được cái thửa đúng nha, kế cận là 29, 29 đây. Rồi kế cận thứ hai là thửa 51 đó. Là có đường vào, ta mở đây đây 29 51 có đường vào đó. Chúng ta tưởng tượng cái thửa nằm đâu, đây 29 51 có đường vào kế cái cạnh cây này đó. Chúng ta thấy cạnh đây không, cạnh cây này đó 14.64. rồi ta tiến thử đó, 14.64 đúng không? Rồi nó tách ra nhiêu, 7.22. Rồi chúng ta tách ra đúng 7.22 luôn các bạn, 7.22. Rồi thứ hai là 6.92 đi, 6.92. Rồi sao cũng hết lộn, không phải chỗ này các bạn, đây 6.92 đây. Rồi và chúng ta vẽ lên thử các bạn, bắt hai điểm giao nhau nè các bạn, rồi đúng cái thử của nó nè bạn, này cho nó màu 4 đi đó, thấy không, chính xác cái thử này là diện tích nó nhiều 103.78 đi, 105.01 trong số mấy chúng tương đối rồi đó bạn, tại mình bắt cái điểm của chưa chắc. Rồi ta lại khấu ra để lấy một điểm của nó. Rồi các bạn 538 này các bạn chú ý là 538 này, 538 cái này là 537, 537. Rồi đó, chúng ta xây lại nha, làm nhớ lưu ý xây lại nha. Đó, chúng ta được thử này đây đó. Chú ý hôm nay giấy hoạch là dựa vào cái gì, thử cái cận, thử cái cận nhất, thử cái cận thứ hai, rồi thì dựa vào cái đường và dựa vào cạnh của cái thửa để chúng ta chết hoạch nha. Sau khi chúng ta có cái thông tin được cái thửa này rồi là chúng ta chết hoạch. Trước khi chết chúng ta phải xây lại nha các bạn. Rồi chúng ta mở bản đồ mặt lên, rồi nâng cái bản đồ mặt lên, nó xong chính này. Rồi sau khi xong rồi chúng ta bấm tìm lên nha, tìm đúng cái thửa này 29 đi, rồi đó thửa của mình nè, thấy không, rồi đây quy hoạch của nó nè. Và lưu ý khi check cái thông tin này chúng ta chú ý nè, đường thông, đường thông
Đấy. Mà lại đặc biệt chỗ này nó lõm chõm nè, trên bản đồ địa chính nó có đường nè các bạn thấy không, nhưng mà tại sao có thửa này nó nằm lôi choi một chỗ vậy? Chúng ta tắt chút này nè, chúng ta thấy vùng không, đây chỗ này thấy không, trên bản đồ nó có đường, bản đồ chính có đường đàng hoàng nha các bạn, anh chú ý nè, đây đường đàng hoàng nha, rồi trong đàng hoàng ta có đi đường đâu nè, nó nằm trong ranh nha, nó các bạn chú ý nha, đâu có trường hợp này nè. Đó. Giờ chúng ta không nên mua cái thửa này các bạn, có thể là nằm trong ranh dự án. Đó. Khi tư vấn các rằng chúng ta chú ý cho cái trường hợp này đây, thấy không? Đó. Đây đầy đủ hết, bởi vì chỗ này nó mất nó không có đường, tức là cái này có thể năng là nó làm quy hoạch phân khu, làm khu vực dự án chỗ này, thửa này chốt lại là tư vấn khách hàng không mua các bạn, lý do là có đường nhưng mà đường nó không thể hiện trên bản đồ quy hoạch. Giống này thấy không, có đường nè, người ta mở đường nè, thấy không, ta để đường đó nè, đó ngay cái khu này nè, chú ý khu này nè, à, toàn bộ khu này nè không có để đường lên đó, nên tư vấn khách hàng là không mua khu này các bạn. Rồi chúc các bạn thực hiện thành công.